棒。Hi Boy, Hi Boy, Surprise nha. Cùng đi tìm những âm thanh nhí nhố từ trang trại nào. Chào các bạn. Chào mừng đến với trang trại của Pink Phong. Để mình giới thiệu những người bạn động vật nhé. Âm thanh gì thế này? Ta là sói, kẻ phản diện lén lút nhất trong trang trại của Pink Phong đây. Ta tới đây để gây rắc rối nè. Ôi không, tên sói lén lút đã làm xáo trộn âm thanh của các loài động vật rồi. Các bạn ơi, có thể giúp mình tìm lại âm thanh của các loài động vật được không? Các bạn giúp được hả? Cảm ơn các bạn nha. Nếu người không tìm được âm thanh của người sớm, ta sẽ ăn thịt người đó. Động vật đầu tiên của trang trại, cùng tìm ra tiếng kêu của bò nhé. Bò. Khó nghĩ quá. Phải cái này không? Đó không phải đáp án đúng rồi. Đây là tiếng của gà trống gái cho mình biết là trời đã sáng rồi. Cùng thử lại lần nữa nào. Cái này. Sai một lần nữa thì ta sẽ ăn thịt bò đó nha. Ôi không. Đây là tiếng kêu của loài khỉ. Khỉ sống ở trong rừng đó. Ta thích ăn thịt bò lắm đó. Chó sói đang tới gần kìa. Hãy mau tìm ra đáp án đúng nào. Cái này. Bò. Tìm được rồi. Bò. Pink Phong có một nông trại nè, ia ia o. Và trên nông trại là những chú bò, ia ia o. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia, kêu bên đây kêu bên kia kêu vang lên muôn nơi. Pink Phong có một nông trại nè, ia ia o. Không có tiếng kêu, người sớm muộn gì cũng trở thành bữa ăn của ta. Lần này ngươi không thoát được đâu. Cạp cạp. Hãy tìm tiếng kêu của heo nào. Thank you.
nghĩ chúng ta sai rồi. Đó là tiếng kêu của bạn cừu với bộ lông xù. Thịt heo là ngon nhất rồi. Cứ đoán sai đi. Âu. Cẩn thận, heo ơi. Chó sói đang thèm thuồng lắm rồi. Ta phải mau tìm ra đáp án thôi. Phải, nó đây rồi. Ông, ông. Đúng rồi. Ping Pong có một nông trại nè. Ia ia o. Và trên nông trại là những chú heo. Ia ia o. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu bên lên muôn nơi. Ping Pong có một nông trại nè. Đói lắm rồi, Ping Pong. Không thể tin là cả hai lần ngươi đều tìm được. Lần này sẽ khó hơn nhiều đó. Âu. Bồ. Ôi không, con đắp trói rồi. Có thêm nhiều phương án để lựa chọn nữa. Được rồi các bạn, hãy mau tìm tiếng vịt kêu nha. Xem nào. Phải cái này không? Âu. Ồ, không đúng rồi. Đây là tiếng kêu của mèo con. Mau tìm ra đáp án, nếu không chó sói sẽ ăn thịt bạn vịt đó. Cùng xem nào. Cái này. Rồi sẽ là bữa ăn của ta. Ôi không. Đây chắc chắn là tiếng kêu của ngựa. Ngựa chạy rất nhanh. Bữa tối hôm nay là món vịt. Mình nên nướng nó hay nấu đây? Mình nghe là chó sói sẽ ăn thịt đàn vịt mất thôi. Nhanh lên, tìm nhanh nào. Phải đây không? Cáp, cáp. Đúng rồi. Không, bữa tối của ta. Cáp, cáp. Trên nông trại là những chú vịt. E-I-I-O. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Ping Pong có một nông trại nè. E-I-I-O. Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình tìm đúng âm thanh của các loài vật trong trang trại. Búm bô. Ốc ốc. Cáp cáp. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Này các bạn, điểm qua các trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.